Vậy Vậy trời năm nay cho em xin quay cái ngôi mộ của anh và cái ngôi nhà quan của anh ha. Lại ở trong mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại thành phố Bến Tre. Thì á, ở đây là nằm nó thuộc về ở sông miền sông nước quý anh chị. Thì trên đường mình đi lang thang mình tìm những ngôi nhà mà bỏ hoang và có cái những câu chuyện tâm linh huyền bí. Thì mình có ghé nhà người cô và chú, mình mới uống nước trà với chú. Chú và cô có chia sẻ là ở kế bên đây có một cái ngôi nhà là có cái lịch sử rất là rùng rợn cả nhà, cũng như là hai vợ chồng trẻ cưới nhau được một người con, người chồng thì nghiện rượu, người vợ thì đi làm công ty, mà người chồng nhậu lâu năm bị xơ gan mất cả nhà. Thì trong thời gian mà anh mất, vợ anh thì không dám ở nhà một mình, đem con của anh về bên ngoài ở. Thì ngôi nhà này bỏ hoang cách nay khoảng cỡ trên 5 năm. Mà ở phía sau ngôi nhà là có cái ngôi mộ của anh. Như cô hồi nãy cổ có chia sẻ như lúc trước là có một anh là không có nhà, không có cửa đến xin chú. Cũng như thấy cái ngôi nhà bỏ hoang ở bên đây bỏ không... ông anh không có nhà cửa, ảnh xin ở tá túc, cũng như ảnh đi làm thuê đó cả nhà, ảnh ở xứ khác đến đây, ảnh làm thuê, ảnh không có nhà, ảnh xin tá túc. Thì trong cái lúc mà anh ngủ là anh thường xuyên thấy là dân ăn nhậu là ngồi kiểu như anh ngủ ở trong buồng mà anh nhìn ra ngoài hàng ba, anh thấy dân ăn nhậu ngồi ồn ào luôn cả nhà. Là anh mới, nhưng mà anh không phải là thấy cái đêm đó không, nhưng mà anh thấy nhiều lần như vậy. Đó, rồi bắt đầu anh mới bỏ nhà anh đi. Anh đi xuống dưới miếu dưới kia anh ở, nhưng mà bây giờ anh cũng bệnh, anh mất. Còn những cô chú đi ngang đây á, là giác chiều khoảng cỡ 5 giờ mấy, 6 giờ chiều á, là thấy cái ngôi mộ của anh á, nó chiếu lên giống như cái ánh sáng như đèn pin cả nhà, người cô có chia sẻ. Rồi thêm á, là sóng chén mà ở trong nhà kiểu như có ai đó rửa, nghe lổn cổn cả nhà. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình mời quý anh chị cùng đồng hành với mình ha. Mình muốn đi vô ngôi nhà bỏ hoang của ông anh mất vì rượu, là mình phải đi ngang một cái tuyến đường như thế này quý anh chị. Nhà của ông anh đó, mất vì rượu là lúc đằng kia, nó hơi xa quý anh chị. Mình thấy ở đây á, cái đường này quý anh chị nhìn thấy nổ cục không? Ở đây có một cái cây hình như là cây keo quý anh chị, cây keo rất là lớn luôn. Mình đến đây tự nhiên có chim nó bay, nó kêu quá trời quý anh chị. Ở bên đó mình thấy có cái buồng dừa nước rất là tuyệt vời. Buồng dừa nước đó là theo mình đoán hiện giờ đang nạo quý anh chị.
Năm nay bà con ở miền Tây cũng như ở Vĩnh Long, Trà Vinh vậy. Mình mới nghe trên đọt cây, không biết cái con gì mà nó bay làm cái xào xào của anh chị. Ở Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre hiện giờ thì dừa không có giá của anh chị. Thành ra bà con năm nay không có gửi phân vô những cây dừa. Nếu mà dừa mà có giá thì chắc chắn bà con sẽ gửi phân vô cây dừa rất là nhiều. Mình thấy ở đây có được một cái cây sao quý anh chị. Phải không ta? Không biết phải không nữa. Đúng rồi, cây sao cả nhà. Sao mà cây sao nó mọc ở trong vùng đất thịt ta? Thường thường mình thấy cây sao là nó mọc ở vùng đất cát quý anh chị. Ở đây thì bà con vậy. Bà con nói là bà con đi ngang cái ngôi nhà của anh là nghe cái âm thanh nó rất là gùng gợn, cũng như là cái tiếng gì đó mà làm cái kịch kịch cành cành. Rồi cộng thêm nhiều người đến ở không được, cũng như là con của anh muốn về ở để chăm sóc nhà cửa. Anh hiện về cũng không cho luôn quý anh chị, và người khác đến đây nhờ ở nhờ cũng không được luôn. Wow, ở đây bà con trồng à cây chuối rất là nhiều. Còn bên đó là gì mình không biết. Bên đó là có thể là trang trại chăn nuôi gà vịt quý anh chị. Bây giờ mình tiến hành mình tìm cách đi qua bên cái hướng bên kia quý anh chị, để mình đi đến cái ngôi nhà của anh. Đây có đường đi ngon quá. Quý anh chị thấy ở đây mình đi khoảng cỡ một cây số mới có một cái ngôi nhà. Mình đi dài dài qua bên đây chút xíu nữa mới tới ngôi nhà quý anh chị. Ở bên đó là có thể họ nuôi heo cả nhà, hay là nuôi gà gì đó. Ở đây là ở miền sông nước. Quý anh chị thấy nè, bà con đây đặt cá tép để cải thiện đời sống cả nhà. Chắc chắn họ ở đây là họ ít mua đồ ăn, đôi khi họ thèm thịt heo họ mới mua quý anh chị. Tới cái ngôi nhà quan chưa ta? Mình đi cảm thấy nó hơi mỏi chân cả nhà. Ông chú có chia sẻ là ông nói là đi từ cái miếng giường dừa đi lên tới cái đường đê trồng cỏ, rồi đi khoảng cỡ 500 m. Đó quý anh chị nghe trong đó tiếng gì không? Mình nghe con gì nó nhảy sột sột trong á. Chắc có thể là con bềm bẹp quý anh chị.
Đó, ở đó là ngoài sông. Mình đang đi ở đây là nó, mình đang đứng ở trên đất liền cả nhà. Đất liền mà ở trên hòn đảo. Ở đây có cái cây bần quá to luôn cả nhà. Cây bần này á, nếu mà nó có trái của anh chị, nếu mà mình hái cái trái nó xuống, mình xát ra mỏng mỏng, mình ăn với mắm cá sặc rất là ngon cả nhà. Mắm cá sặc mình trộn bột ngọt đường với muối vô ha. Wow, trái khá là nhiều. Có thể là mình chờ nó chín mình nấu canh chua bần với cá tra bần là ăn rất là ok cả nhà. Mình mới thấy con bùm bẹp nó nhảy nha, nhảy bực bực trong đó cả nhà. Bùm bẹp này nó ăn ốc rất là tuyệt vời luôn, nó ăn hay lắm, vừa nước thì bao la luôn. Quý anh chị thấy không? Nè, sông nước nè. Ở ngoài, ở bên đó hình như là, ở ngoài giữa sông hình như là mình thấy những chú, những cô mà làm nghề sông bắt cá là họ đang thả mấy cái phao hay sao đó quý anh chị. Đó quý anh chị thấy không? Ở đó là nó rất là xa cả nha. Mình nếu mà mình đi bộ từ ngay chỗ mình đứng á, đi đến ngay chỗ đó là khoảng cỡ 1 cây số. Mà giờ mình zoom từ xa là cho quý anh chị thấy rất là rõ ha. Cảnh ở đây rất là tuyệt vời. Cái điều đặc biệt mình thấy cái vùng đất ở đây á, là bà con ở đây chỉ trồng dừa thôi, ngoài ra không có thứ gì hết, như chuối, có thêm chuối cả nhà, chuối để kiếm thêm để ăn thôi, chứ mình thấy trồng bao nhiêu đây cũng không có bán được, bán cũng không có bao nhiêu tiền. Wow, cảnh sông nước rất là tuyệt vời luôn. Đó, bên đó có một cái chỗ mà bán vật tư xây dựng luôn cả nhà. Cái đường này đi vô nhà của, có thể là cái đường này đi vô nhà của ông anh mất vì rượu quý anh chị. Bây giờ mình tiến hành mình đi vô ha. Đi nãy giờ cũng 7-8 phút rồi. Hơi bị đuối cả nhà. Tới rồi quý anh chị. Mình sẽ đi vô trong cái mộ nha quý anh chị. Mình sẽ che cái kêu bằng gì, cái tên của anh lại ha, để nhiều khi con cháu của anh sau này thấy anh hưởng dương 44 tuổi cả nhà, sinh năm 68. Như vậy là anh mất cũng lâu rồi. Lập mộ 16 tháng 2 năm 2012. Như vậy là anh mất lâu rồi cả nhà. Anh hôm nay cho em xin quay cái ngôi mộ của anh và cái ngôi nhà quan của anh ha. Mục đích của em á, là chỉ muốn khám phá, quay nhà quan, khám phá
chứ không có ý mạo phạm hay là xúc phạm đến anh ha. Rồi mình thấy đây người thân của anh có gửi giấy tiền vàng bạc cái lúc Tết cả nhà. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình mình đốt cho anh một nén hương quý anh chị ơi. Có kỳ rồi mình đi ở An Giang á, mình đi lên núi mình tìm được cái ngôi nhà bỏ hoang ở trên đèo có hai cái ngôi mộ, nhưng mà hôm đó không biết lý do tại sao mình đốt có một cái ngôi mộ cô gái, còn mộ của ông cụ mình không đốt. Có nhiều anh chị nói mình không tôn trọng người lớn tuổi. Thật sự mình quên quý anh chị, chứ không phải là mà mình cố ý đâu quý anh chị, mình quên. Anh Hưởng Dương 44 tuổi, lập mộ 16 tây tháng 2 năm 2012. Như vậy là nếu mà năm nay anh còn sống đó, là anh rất là cao tuổi cả nhà. Mà cái điều đặc biệt á là mình thấy cái ngôi nhà của anh hình như là ngôi nhà tình thương, mà hiện giờ đó, cái ngôi nhà vẫn còn ở được. Thành ra ông anh đi làm tha phương đến đây xin ở mà cuối cùng anh phá không cho ở cả nhà. Ở đây là có ngôi mộ của anh, người chú ở bên đây và người cô, cũng như là hai vợ chồng cô chú ở kế bên đây chia sẻ những câu chuyện tâm linh có thật cho quý anh chị nghe. Mình không bao giờ nói dối. Mình đang đứng đây là đứng ngay ngôi mộ của anh. Mình nghe tiếng gì ta? Mình đang đứng ngôi mộ anh là mình không hề nói dốc. Mô Phật, mô Phật. Cầu mong anh sớm được siêu thoát ha. Bây giờ mình đó. Dữ trời. Bây giờ mình tiến hành đi vô ngôi nhà của ông anh nha quý anh chị. Mình mới chuẩn bị vô cái có cái gì mà phải sạc cho ta. Ở phía sau nhà anh là có trồng một cái cây tắc quý anh chị. Cây tắc này thay mình đoán là nó lâu năm. Thay mình đoán là cái lúc mà anh cái gì vậy? Quý anh chị nghe gì không? Mình nghe trong ngôi nhà này nghe rột rột luôn á. Không biết quý anh chị có nghe hay không. Đó. Thay mình đoán á, cây tắc này là có trên 15 năm quý anh chị. Cây tắc này theo mình đoán là ông anh ổng lúc còn khỏe anh trồng. Cây tắc gốc rất là to cả nhà. Cái điều kỳ lạ là mình chuẩn bị đi vô ngôi nhà của anh là mình nghe cái tiếng hình như là ai đó đang lấy củi ra để nấu cơm cả nhà. Vậy ông nội ơi, ôi trời, chắc đứng tìm chết quá quý anh chị. Trời ơi má ơi, mới chuẩn bị vô ngôi nhà là nghe một cái tiếng động. Bây giờ mình nổi cục chân luôn quý anh chị, từ lạ vậy ta. Đó, thêm chim nó kêu nữa mới ghê chứ. Nhà này là đặc biệt là đốt đèn là 24 giờ trên 24 giờ luôn quý anh chị. Người chú kế bên ổng thấy ngôi nhà u ám á, ổng đốt đèn. Quý anh chị cũng thấy ha.
quý anh chị cũng thấy là ngôi nhà này chắc chắn ban đêm khá là rùng rợn, ý là mình đến giờ này là khoảng cỡ 6 giờ chiều quá nha. Đó, quý anh chị có nghe cái tiếng hình như là ai rửa chén không? Bởi vậy người cô chia sẻ không lầm. Người cô nói lúc trước có một anh ghé đây để ngủ nhờ tá túc qua đêm để anh đi làm nữa cả nhà. Mà thời gian ảnh ngủ trong nhà này nè, trong buồng này nè, ảnh nhìn ra đây là ảnh thấy nhiều người ăn nhậu tại đây, tại đây luôn cả nhà, là ảnh thấy rất là nhiều lần rồi. Thậm chí hồn của ông anh trai hiện về nhát anh luôn, cũng như là không muốn cho anh ở. Mà con của anh hiện giờ mình nghe nói mấy năm trước có về để ở nhưng mà ở cũng không được luôn quý anh chị. Sao kỳ lạ vậy ta? Ngôi nhà mình thấy nó cũng không có rộng bự mà ở thì nó rất là ấm cúng, nếu mà có người thân đến ở để đốt nhang cho anh là ok luôn quý anh chị. Mà tại sao anh không cho ở ta? Mình nghe cái tiếng chén là mà không lẽ chén nằm một đống trong đó làm sao mà khua được ta? Hồi nãy mình nghe thấy tiếng chén quý anh chị. Tiếng chén hình như là ai đó rửa chén hay sao. Còn người chú thì ổng đốt đèn ở đây là không tính tiền điện luôn, đốt miễn phí luôn. Quý anh chị muốn mình đến đây trải nghiệm lúc 12 giờ phia thì quý anh chị nhớ comment ha. Người chú ông nói nếu ai đến đây mà ngủ còn cái mạng để về là chú ổng sẽ thưởng tiền cả nhà. Thì mình không biết chú ổng thưởng cho mình là bằng bao nhiêu. Thì nếu quý anh chị muốn mình thử thách ở đây. Gì vậy? Gì trời? Quý anh chị nghe không? Nếu quý anh chị muốn mình thử thách tại đây thì nhớ comment ha. Gì kỳ lạ vậy ta? Tiếng động liên chi luôn cả nhà. Quý anh chị thấy hiện giờ là tủ vẫn còn nguyên ha. Gì? Gì trời? Quý anh chị thấy không? Nghe một cái tiếng động nó rất là kỳ lạ luôn. Bởi vậy cái ngôi nhà này là không ai ở được luôn quý anh chị. Mình mới vô quay cho quý anh chị xem sơ sơ thôi mà bây giờ tiếng động với cái tiếng rửa chén quá khủng khiếp luôn. Cái lu này là cái lu của nhà nước cho quý anh chị. Nhà của anh là theo mình đoán là ngày xưa là nhà tình thương, nhà hộ nghèo. Bởi vì ngôi nhà là mình nhìn bề ngang là mình thấy không được 4 mét cả nhà, nó hơi nhỏ. Mà anh nhậu quá anh bị mất sớm. Nếu mà anh còn sống năm nay anh cũng chắc có thể trên 60 quý anh chị. Quý anh chị thấy mình quay ngôi mộ mà và đọc cái năm mất và cái năm năm sanh của anh á, quý anh chị tính giùm ha. Chứ thật sự mình vô ngôi nhà này là mình tính hết được. Hình như là mình thấy cái này là cái màn hay sao. Còn tủ này có gì không ta? Chén bát ở quần của anh còn luôn. Và quần vợ của anh cũng còn luôn quý anh chị. Quý anh chị nghe không? To làm cái khình 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 luôn. Thật sự ngôi nhà này mình mới vừa vô được không được 10 phút nữa mà tiếng động thối thần luôn. Nếu mà mình thử thách ban đêm cái ngôi nhà này không biết
còn mạng để về hay không quý anh chị. Nó chim nó kêu quý anh chị thấy không? Bởi vì bà con đi ngang đây thấy cái ngôi mộ của anh là bà con nổi cục quý anh chị, và cộng thêm tiếng động nữa. Quý anh chị cũng thấy là ngôi nhà mà bỏ hoang mà phía sau có ngôi mộ thì chắc chắn vong hồn của anh vẫn còn ở đây, vẫn còn trú ngụ tại ngôi nhà bỏ hoang quý anh chị. Vậy? Ai vậy trời? Quý anh chị muốn mình thử thách tại ngôi nhà bỏ hoang này thì quý anh chị nhớ comment ha. Mình có thể kết thúc clip tại đây ha. Cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe ha. Bye bye quý anh chị.